là lời thác tiếng gọi em. Anh ơi, em là vợ của anh đây, em là hiệp đây mà. Anh ơi, trở về với mẹ con em, trở về với mái ấm gia đình với vợ con. Cảm ơn từ gia đình. Sau khi làm lễ đáp ơn xong, mời các bác các bạn uống nước.